Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Kết quả lượt trận thứ hai cúp C1 châu Âu, Ajax giành thắng 2-0 trước Besiktas, Shakhtar Donetsk và Inter Milan hòa nhau với tỷ số không đều. Paris Saint-Germain giành thắng 2-0 trước Man City, Leipzig thất bại 1-2 trước Club Brugge, Porto thua 1-5 trước Liverpool, AC Milan thua ngược 1-2 trước Atlético Madrid, Dortmund giành thắng 1-0 trước Sporting Lisbon, Real Madrid thua sốc Sheriff, Atalanta giành thắng 1-0 trước Young Boys, Zenit đánh bại Malmö với tỷ số 4-0, Bayern Munich giành thắng 5-0 trước Dynamo Kiev, Benfica thắng đậm Barca với tỷ số 3-0, Manchester tất ngược dòng đánh bại Villarreal với tỷ số 2-1, Wolves và Sevilla hòa nhau với tỷ số 1 đều, Sanberg giành thắng 2-1 trước Lille, Juventus đánh bại Chelsea với tỷ số 1-0. Cập nhật bảng xếp hạng Champions League Cúp C1 châu Âu sau lượt trận thứ hai ở các bảng đấu như sau. Tại bảng A, PSG dẫn đầu với 4 điểm, đứng thứ hai là Club Brugge 4 điểm, Man City đứng thứ ba với 3 điểm, Leipzig đứng cuối với 0 điểm. Tại bảng B, Liverpool dẫn đầu với 6 điểm, xếp thứ hai là Atlético Madrid 4 điểm, Porto có 1 điểm đứng thứ ba, AC Milan đứng cuối với 0 điểm. Ở bảng C, Ajax và Dortmund trên nhau vị trí dẫn đầu với cùng 6 điểm, Besiktas và Sporting Lisbon đứng thứ ba và thứ tư với 0 điểm. Ở bảng D, Sheriff dẫn đầu với 3 điểm, Real Madrid đứng thứ hai với 3 điểm, Inter Milan và Shakhtar Donetsk đang có 1 điểm. Ở bảng E, Bayern Munich dẫn đầu với 6 điểm, Benfica đứng thứ hai với 4 điểm, Dynamo Kiev đứng thứ ba với 1 điểm, Barcelona đứng cuối với 0 điểm. Ở bảng F, Atalanta dẫn đầu với 4 điểm, Young Boys đứng thứ hai với 3 điểm, Manchester United đứng thứ ba với 3 điểm, đứng cuối là Villarreal 1 điểm. Ở bảng G, Sanberg dẫn đầu với 4 điểm, Sevin đứng thứ hai với 2 điểm, Wolves đứng thứ ba với 2 điểm, Lên đứng thứ tư với 1 điểm. Ở bảng H, Juventus leo lên dẫn đầu với 6 điểm, Chelsea đứng thứ hai với 3 điểm, Zenit đứng thứ ba với 3 điểm, Malmö đứng cuối với 0 điểm. Lịch thi đấu của lượt trận thứ ba chi tiết như sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.